Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni quan lâm chứng minh. Kính bạch đạo cư sĩ Diệu Âm. Kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Như thường lệ, hôm nay đại chúng lại tề tự đông đủ ở trên đường Zoom này để được nghe lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải và hướng dẫn cặn kẽ về pháp hồ niệm. Tại chúng con lại còn được chứng kiến những thành quả của hồi niệm qua những ca vãng sanh mà các ban hồi niệm đã gửi đến để cho đại chúng đồng nhìn thấy và cùng phát tâm tin tưởng qua những thành quả đó chúng con càng ngày càng thấy tin tưởng pháp hồ niệm hơn pháp hồ niệm quả thật đã mang lại cho hàng phàm phu tội chứng sâu nặng như chúng con những lợi lạc thật là lớn lao và chỉ có nương nhờ pháp Hồ niệm chúng con mới có cơ may được phước phần vãng sanh tây phương cực lạc và vì vậy hôm nay chúng con lại cung thỉnh bảo cư sĩ diệu âm tiếp tục giảng nói cho đại chúng về pháp hồi niệm chúng con cung thỉnh lão cư sĩ nam mô a di đà phật a di đà phật cảm ơn bác Quang nguyện kính bạch trên chư tôn giáo phẩm chứng minh tất cả các pháp đức thế tôn để lại cho chúng ta pháp nào cũng vi diệu pháp nào chúng ta cũng phải trân quý nhưng trong những pháp đó hình như là chúng ta trân quý nhất là pháp Hộ niệm vì thực sự theo như bác quan nguyện hồi nãy có nói pháp hộ niệm thực sự đã đem lại lời lạc một cách cụ thể pháp hộ niệm đã thực thi sự nhiên màu tối thắng của pháp phật trước mặt mọi người và hay nhất là chính cái pháp hộ niệm này đã đưa những vị phàm phu như chúng con, những bà cụ già, ông cụ già, nghiệp chướng sâu nặng, trí huệ mê mờ mà lấy được hiện tượng vãng sanh bất khả tư nghị trước mặt chúng ta quý nhất là cái điểm này. Sở dĩ chúng ta quyết lòng chọn lấy pháp hộ niệm bám chặt vào đây để kỳ vọng là một đời này mình trở về Tây Phương cực lạc. Khi trở về đó rồi thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Thế Tôn trân trọng nói với đại chúng rằng trở về Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành Phật. Cho nên chính Đức Thế Tôn đã nói rằng về Tây Phương Cực Lạc tức là thành Phật. Như vậy thì vô tình ta dùng cái pháp rất cụ thể gần gũi mà hình như mọi người cũng có đều có thể thực hiện được. Lại đưa từng người một đời thành Phật quý báu không còn con đường nào mà chúng ta có thể chọn lựa để thay thế để giúp cho một người phàm phu một đời thoát ách nạn sanh sanh tử tử trong sâu được trở về nhất trong pháp giới cội tây phương cực lạc tới thành phật hay vô cùng không biết nói tới đây chư tôn phẩm có đồng ý với con không chư vị đồng tu có thấy rõ ràng không chư vị? hàng ngày ở tại Việt Nam chúng ta đều có thể chứng minh như là chứng minh hàng ngày chứ không phải nói là chứng minh qua một thế kỷ hay là 50 năm chục năm, bảy chục năm mà chứng minh hàng ngày có người vãng sanh Tây Phương cực lạc. Thực tế nếu mà mời gọi các ban hồ niệm cùng nhau đưa cái tin tức vãng sanh lên thì chúng ta không cách nào có thể mà phô diễn ra đây được không còn giờ đó nữa. Ôi tại sao mà quý hóa vô cùng. Không ngờ Pháp Phật vi diệu nhiễm màu không còn cách nào nói được nữa. Không biết là chư vị có đồng ý với dự âm chuyện này không? Đồng ý không chư vị? Đồng ý. Thực sự đấy. Thường thường khi chúng ta tu hành có những cái áo tướng về sự chứng đắc Tại sao dòng lại nói Chữ áo tưởng Là dòng đang nói với Hàng phàm phu mà Có cái áo tưởng Rằng là một đời này Mình Có thể chứng đắc Đây là áo tưởng Từ cái áo tưởng đó sinh ra cái áo giác Gọi là áo giác Chứng đắc Thật sự đấy chứ vậy có nhiều người có nghĩa là tôi sẽ thực hiện cái phương pháp này. Ba năm sẽ sạch nghiệp. Nếu thực sự mà làm được chuyện này. Chứ vị ơi. Không biết sao cho giọng nghĩ rằng là làm một đại Bồ Tát từ trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Là một vị Phật thị hiện chúng đây các ngài có thể làm như vậy. Chứ còn nếu mang thân phận phàm phu mà nói rằng ba năm hết tận nghiệp trước Thì ôi rõ ràng đây chỉ là sự áo tưởng về chứng đắc Rồi đến một ngày sẽ gặp cái áo giác về chứng đắc Chính cái áo giác này, cái áo giác này làm cho chúng ta bị sơ xuất Là hoàn toàn chỉ là huyễn mộng mà không hay chính vì thế mà ngài tịnh không nói rằng là người phàm phu tội chứng sâu nặng như chúng ta đừng nên tách rời đại chúng để tu lấy một mình để tìm cánh thanh tịnh cho mình đây là cái điều ngài cấm mà sau cùng rồi chính ngài ấn quang cũng cấm không cho đệ tử âm thầm tu niệm một mình mà ngài luôn luôn khuyên đại chúng hết kết hợp với nhau năm người 10 người cùng nhau niệm phật và hộ hộ niệm cho nhau khi mình nghiên cứu kỹ ra mình mới thấy ngay cả những vị tổ đầu tiên là ngài huệ viễn đại sư ngài cũng ứng dụng trường hợp này tức là ngài mời một số đại chúng tâm đầu ý hợp đi vào một vùng lô sơn đông lâm cách ly tất cả thế giới bên ngoài lấy cái hố khê làm ranh giới không được trở ra khỏi cái hố kiều để mà thu giữ trong đó 123 người cùng nhau tu niệm thời đó là thời nhà tống cách đây hơn hai ngàn năm rồi thuộc về thời tượng pháp pháp phật còn mạnh lắm các ngài mà còn chuẩn bị chuẩn bị là kết nhóm với nhau để vào trong đó mà tu ngài dặn hãy người nào đi trước thì những người đi sau hộ niệm vững vàng để đi vãng sanh tới ngài thiên đạo đại sư ngài cũng nhấn mạnh hộ niệm hơn nữa ngài nói nếu không hộ niệm thì khi cuối đời những người phàm phụ sẽ bị trở ngại không cách nào có thể gỡ nổi trùng trùng những chức nặng nghiệp chứng ứng hiện khoảng thân trai chủ bao vây tâm trí mê mờ cứ tiếp tục mê mờ đó mà đi theo con đường khổ nạn chính vì thế ngài nói niệm phật mua người tu mua người đất là ngài chỉ cho hãy kết nhóm lại với nhau hỗ trợ tích cực hỗ trợ tích cực thì mua người tu mua người đất Đắc chư vị ơi chính vì thế mà nếu chư vị gặp được cái phương pháp hộ niệm này thực sự là đại cứu tinh đấy nếu không phải là đại cứu tinh thì không thể nào một người phàm phu như chúng ta có thể ra đi thân tướng tốt đẹp vô cùng. Trong kinh vô lượng thọ Phật nói, một người giấu cho nghiệp chứng sâu nặng, trí hội mê mờ tạo nghiệp quá mộng quá lớn. Ấy thế mà chỉ cần khi gặp được danh hiệu của Ngài, niệm danh hiệu của ngài với lòng trong thành trí thiết cầu sanh về nước ngài trong khi đó gom nhóp lại bao nhiêu những phước lành gửi về tây phương cực lạc nước của ngài đi dẫu cho mười niệm mà không được vãng sanh về nước của ngài ngài thề không thành phật chư vị hãy nghe đi lời nguyện thứ 18 của Đức A Di Đà rõ ràng đang nhắm thẳng tới cứu độ những người phàm phu như chúng ta chứ không ai hết. Chư vì nên nhớ là những lời đại nguyện này Phật không nhằm để cứu những vị đại Bồ Tát không đâu. Ngài không nhằm để cứu những vị đại A La Hán không đâu. Các vị đó dù thế nào cũng vượt qua tam giới, vượt sáu đường rồi. Không còn sanh, không còn tớ nữa mà chính cái đại nguyện của ngài là nhắm tới cứu hàng phàm phu tội chứa như chúng ta nếu không có đại nguyện của ngài nhất định hàng phàm phu chúng ta phải trải qua không những một đời hai đời không phải là một triệu đời một tỷ đời mà đến vô lượng a tăng kỳ kiếp mới tốt nặng được đấy chư vị hãy nghe cho kỹ những lời phật dạy Chính vì thế mà mình thấy rõ ràng là đại nguyện của Đức A Di Đà vô cùng vô cùng vĩ đại. Vĩ đại đến nỗi đến nỗi mà chính Đức Thế Tôn đại diện cho mười phương chư Phật thế giới. Tuyên dương là Phật Trung Chi Vương. Phật Trung Chi Vương là Đức Thế Tôn nói A Di Đà Phật là vua trong hàng chư Phật Quang trung trực tôn là sự đồ sanh của Đức A Di Đà không có thể nào sánh bằng được. Chính vì thế mà chư Phật trên mười phương cùng nhau hộ niệm yểm trợ cho Đức A Di Đà quy tụ chúng sanh trên mười phương pháp giới trở về tây phương cực lạc lên một đời thành đạo. Nếu mà chư vị hiểu thâu sâu một chút chút Tại sao Ngài Quán Thế Âm cũng niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc? Tại sao Đại Thế Chí cũng niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc? Tại sao Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cũng niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc? Tại sao Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng niệm Phật trở về Tây Phương cực lạc? Tất cả chư vị đó là đánh giác Bồ Tát chứ còn một phẩm sanh tướng vô minh nữa thành Phật đối với ta các ngài là vị Phật rồi nhưng các ngài có ngày đêm niệm Phật để trở về tây phương chư vị ơi rõ ràng là một phẩm sanh tướng vô minh ở tại các quốc độ khác các ngài phải trải qua một đại a tăng kỳ kiếp mức hoàn thành trở về tây phương thì chỉ còn một đời thành nào thành vô lượng vô gọi là viên mãn Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy thế mà ta là một hàng phàm phu đáng ra phải trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp mới có thể có được một vài người trở về đó ấy thế mà hàng ngày chúng ta thấy có những người thực sự ra đi niệm phật đến giây phút cuối cùng rồi giơ tay chào mỗi người mà đi vãng sanh chư vị ơi chư vị mà khi hiểu được chỗ rầy rộn mới thấy cái giá trị không cách nào mà có thể mình tưởng tượng được, cái ví cái ví dụ không cách nào có thể tưởng tượng được, cái nghĩa màu vất hàng phàm phu này không cách nào có thể tưởng tượng được, có thể gián giải được. chính vì thế mà Phật nói muốn hiểu được cậu a di đà khi nào chứ vị thành phật rồi mới có thể hiểu tốt. Còn Đại Bồ Tát cũng phải lấy niềm tin mà trở về Tây Phương cực lạc. Chư vị có thấy rõ rệt chưa? Như vậy thì Đại Bồ Tát cũng phải lấy niềm tin trở về Tây Phương cực lạc. Thì ta còn có cơ hội nào mà mổ sẽ ra cái đạo lý ví dụ để hiểu thông rồi mới đi. Dự ông này cúi đầu năng nỉ chư vị, năng nỉ các ba các má. Hãy tin đi, vững vàng tin đi, quyết tâm tín đi rồi thành tâm trí thành chí niệm phật cầu sanh tây phương cực lạc thì trong một đời này thôi nhé chư vị khi xả bỏ thân xác này chư vị không còn là phàm phu nữa đâu mà thành bậc bậc thối bồ tát hôm tuần trước Diệu ông có nói rằng là Ngài Ông Quang nói vãng sanh về Tây Phương cực lạc là vượt qua nhĩ phần sanh tử không biết chị vậy còn nhớ phần tử là phần gì phần nhất là gì phần gì là gì không phần nhất là hàng phàm phú chúng ta phần đoạn sanh tử vài chục năm là chết vài mươi năm là chết có nhiều người sinh ra mới mười năm hay ba năm là chết đây là phần đoạn chút 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 với những con dế con dáng con mối thì cái phần đoạn sanh tử của nó chỉ có vài giờ thôi mà nó vẫn chấp rằng ở đây là ngon nó không chịu đi trong khi chính cái tơ trơn tâm tự đánh của chúng là một vị phật mà nó không biết nó mê đến nỗi không còn cách nào cứu chữa được vậy mà con người chúng ta có tri huệ có lý trí có thông minh mà cũng không chịu nghe lời Phật đến niệm Phật trở về Tây Phương. Trong khi những bà cụ già, ông cụ già tin tưởng niệm Phật đã vãng trên trước mặt chúng ta. ấy thế mà có những người không tin. Có phải rằng là hình như chúng ta còn mê hơn những cái con đó được không chứ vậy? Đúng không? Cho nên chứ vị ơi, mau mau tỉnh ngộ đi. Rõ ràng còn một cái phần nữa gọi là biến dịch sanh tử. Chỉ có những vị Bồ Tát rồi mới bước vào cái phần biến dịch sanh tử này nhé Chư vị. Tức là các gài đó là vô sanh vô tử rồi. Nhưng mà còn từng nóc từng nóc phải cố gắng để đi lên. Đi lên như vậy cũng trải qua cái hàng A Tăng Kỳ Kiếp chứ không phải đơn giản đâu chưa vị ấy thế mà khi một người vãng sanh về tây phương cực lạc chư tổ nơi viên mãn tam bất thối một đời thành phật chư vị nghĩ cứ suy nghĩ kỹ đi rồi mới thấy cái gọi là cái ơn huệ của chư phật dành cho hàng phàm phu chúng ta lớn đến cỡ nào sự may mắn của chúng ta lớn đến cỡ nào một người phàm phu chịu nạn trở về tây phương cũng một đời thành phật tay trong tay với các ngài chư vị nghe cho kỹ đi hòa thượng tịnh công nói vãng sanh về tây phương cực lành là, vượt qua tới mười pháp giới chư vị biết mười pháp giới là gì không lục đạo có sáu thanh văn duyên giác bồ tát là chín rồi còn phật nữa vượt qua cảnh giới này mà trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác chư vị có hiểu cái này không nỗi lời này thì nó xa vời đối với chúng ta nhưng mà dâm trí nói sơ sơ thôi trong những vị Phật chư vị nghe có Phật tạng giáo có Phật thông giáo có Phật biệt giáo và có Phật viên mãn báo thông Phật gọi là viên mãn Phật Phật viên giáo ta về tây phương cực lạc ta sẽ thành Phật là viên giáo Phật chư vị nghe nếu mà người nào biết chút ít đã muốn thấy rõ ràng bất khả tư nghị bất khả tư nghị giờ đây không cách nào mà chúng ta có thể khai triển được nơi đây mong chư vị hiểu được là cơ hội thành vô thượng đạo của chúng ta đã đến mong các ba các má các chú các tiêm anh chị em quyết lòng quyết dạ bám chặt vào cầu phật hiệu a di đà bám chặt vào bản đồng tu nghiên cứu trực thoát kỹ pháp hồ niệm đây hỗ trợ cho nhau cùng nhau vượt khỏi cảnh ta bà này trở về tây phương cực lạc một đời này chúng ta thực hiện con được thành tựu viên mãn phật đạo mong cầu cho tất cả như vậy ai ai cũng trở về chính chân tâm của mình thành phật trên cõi tây phương Cầu mong cho chư vị khi thành Phật rồi quyết lòng đi khắp mười phương cứu chú độ chúng sanh, chiều không chư vị A à, à, Di đà, đà Phật. Phật. Nam mô A à Di Đà Phật. Chúng con thành tâm trên lão cư sĩ. Những lời của lão cư sĩ như một hồi chuông cảm tỉnh cho chúng con. Chúng con chỉ nguyện bám chặt vào một con đường, bám chặt vào câu A Di Đà Phật và nương nhờ vào các bạn đồng tu để cùng nhau một đời này quyết niệm cho bằng được câu A Di Đà Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.